Xin chào các bạn. Hôm nay tình cờ thì tôi có phát hiện ra một cái vấn đề này nên là cũng muốn làm trên video để chia sẻ với các bạn. Ở đây chúng ta vào phần setting performance. Ở đây có một cái tùy chọn đó là delay scene thì mặc định thì nó sẽ bật lên. Điều này có nghĩa là gì? Tức là nếu như chúng ta muốn reset lại dữ liệu mới nhất ấy thì hoặc là chúng ta sẽ bấm vào đây. Hoặc là ở trên điện thoại thì chúng ta sẽ vuốt từ trên xuống. Đúng không ạ? Đây, vuốt từ trên xuống. Ở đây do tôi dùng máy tính nên nó hơi khó một tí. Nhưng nếu như chúng ta tắt cái tính năng này, vậy thì cứ mỗi lần mà bấm một từ nào. Khi mà chúng ta tắt cái tính năng này. Thì cứ mỗi khi mà chúng ta bấm một cái giá trị gì đấy thì nó sẽ load lại. Tức là nó thêm một dòng mới, sửa một dòng mới, xóa một dòng mới, tất cả mọi thứ thì nó sẽ load lại như này. Nó. Vậy thì khi mà chúng ta tắt cái tính năng này đi thì có một cái lưu ý như này mà nó rất mà hôm nay tôi mới phát hiện ra. Bình thường khi mà làm báo cáo nhé. Đây. Chúng ta có một cái action đồng bộ này đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta lồng thêm một cái câu lệnh là add now cộng 1 này. Nghĩa là chúng ta mong muốn là khi mà bấm xuất vào đây thì nó sẽ load lại dữ liệu này cho chúng ta trước khi chúng ta mở file. Đúng không? Nhưng nếu như chúng ta tắt cái tính năng delay scene thì cái chức năng này nó sẽ bị hỏng, nó sẽ không hoạt động được. Bây giờ tôi thử load lại nhé. Đó, nó đã cập nhật phiên bản mới nhất rồi này. Thì bây giờ khi mà bấm vào in báo cáo, đó, các bạn nhìn thấy nó chỉ hiện ở trên này thôi. Nó không tạo ra cái màn hình đồng bộ như là bình thường. Do vậy thì đây là một cái lưu ý rất đáng để ý mà các bạn nên biết trong quá trình mà tạo app. Đó. Và nhiều các bạn khi mà mới tạo thì cũng vô tình tắt cái tính năng này. Dẫn đến là cứ mỗi lần chỉnh sửa là nó sẽ lại đồng bộ lại. Thì gây rất khó khăn trong quá trình sử dụng app cho người dùng. Vậy thì nội dung video chỉ đến đây thôi. Thì rất mong là các bạn nào mà có những cái ý tưởng hoặc có những cái content hay thì cũng có thể comment đóng góp để tôi có thể làm video hướng dẫn cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin chào.